Chiều 29 tháng 11, họp báo giới thiệu điểm đến đầu tư Đức và bang Nordrhein-Westfalia tới truyền thông và doanh nghiệp Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam. Nằm trong cụm đô thị trung tâm và lớn nhất châu Âu, bang Nordrhein-Westfalia, NRW, là một tiểu bang tập trung nhiều cư dân nhất tại Cộng hòa Liên bang Đức. Với quy mô thị trường lớn đầy tiềm năng cùng điều kiện vị trí thuận lợi, NRW trở thành điểm đến đầu tư số 1 tại Đức và thu hút các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đến kinh doanh và đầu tư tại khu vực này. Bang cũng chính là nơi quy tụ mạng lưới nghiên cứu lớn nhất châu Âu với hơn 110 trung tâm công nghệ và viện nghiên cứu hàng đầu. Do đó, các hoạt động chuyển giao và hội nhập công nghệ từ khắp nơi trên thế giới diễn ra rất sôi động tại đây. I think there's great potential of cooperation between the state of North Rhine-Westphalia, or NRW, as we like to call ourselves, and your state, Vietnam. We are the largest state in Germany, both in terms of population, but also in terms of economic power. And there are many, many interesting areas where we could cooperate. And this is why we are here in Vietnam with a delegation. We have been yesterday in Ho Chi Minh City, today we are in Hanoi. We want to explore what the cooperation potential is, and actually just being a couple of days in your country, I already feel the power, the dynamics, the potential that you have here. Theo đại diện của bang NRW, số lượng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây khá đông và hội nhập tốt vào cộng đồng sở tại. Một số doanh nghiệp Việt Nam hoạt động nổi bật như công ty FPT có trụ sở tại thành phố Essen. I think the business cooperation potential is very high and is still there, and it's very realistic. Also, if you look back, so what we achieved over the last years, especially the trade surplus in the last years, is really amazing and very impressive. So Vietnam became the first trading partner in ASEAN for Germany. Đây là lần đầu tiên bang NRW chính thức được giới thiệu. Tuy nhiên hiện có 50 dự án đầu tư của bang trên tổng số 360 dự án của Đức và Việt Nam. Đại diện hai bên đều hy vọng với cầu nối là Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, hai bên sẽ có thêm nhiều các hoạt động hợp tác xứng với tiềm năng sẵn có. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm bang Nordrhein-Westfalia tới Việt Nam, câu lạc bộ bóng đá huyền thoại của bang Borussia Dortmund cũng đã có dịp gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam và có trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào tối ngày 30 tháng 11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Câu lạc bộ Borussia Dortmund đến Việt Nam với 123 thành viên. Trước khi trận đấu diễn ra, các cầu thủ của câu lạc bộ đã dành thời gian gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam để chia sẻ về tiềm năng trong hợp tác đào tạo bóng đá trẻ. Chúng tôi rất vui khi đến Việt Nam. Lần này chúng tôi đã có một chuyến đi với lịch trình dày đặc tại Malaysia, Singapore và Việt Nam. Mặc dù đây mới là lần đầu tiên tôi tới thăm và có trận giao hữu với các bạn, nhưng tôi tin sẽ còn nhiều cơ hội để hai bên cọ sát và hợp tác với nhau trong tương lai. Trận giao hữu tới đây cũng chính là cơ hội để đội tuyển Việt Nam được cọ sát và học hỏi nhiều hơn từ một bóng tầm cỡ quốc tế đã từng vô địch nhiều giải đấu. Trước đó vào năm ngoái, câu lạc bộ Borussia Dortmund đã có ký kết hợp tác với Next Media xây dựng học viện bóng đá trẻ tại Việt Nam.